của em. Bài thứ 3 từ vựng tiếng Việt. Bài thứ 3 từ vựng tiếng Việt dương hiện an tam đó để đọc liên complete riêng thời hiện an tam mình tràn tụi bây vì ở trẻ lời riêng tay ngay cổ dân riêng mà dạ bê cứ dân ai bị chiếm nhưng trẻ hay học 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 nói tiếng rồi có ngôn ngữ pi nó dân phao mười nè các bạn đấy bạn thích phía xa này dễ cái hai ta an ta thích chân phía xa án cái an ta thích cho mùi đừng thích cứ này là mùi đấy nghe cụm từ tiếng Việt cụm từ nó cứ clear đó bạn tôi đang học tiếng Trung Quốc tôi đang học tiếng Trung Quốc tập luyện nói tiếng Việt anh biết nói bao nhiêu ngôn ngữ anh thích học ngôn ngữ nào nhất anh nghe tôi nói không bằng mà đo khu bị dỗ tôi nó cực nhóm mà còn bông ní dần vậy thì đang đó. Riêng học phía xa tiếng thì nhỉ mà tiếng rồi coi game mới tiết ngôn ngữ rồi ghế mà mùa này gọi dòng ra bà này chân cứ Trung Quốc mà thì phí vật hát tập luyện cứ vật hát nị dê nói phía xa cứ tiếng Việt Nam cứ Việt và p đẹp không phía xa Việt Nam kia vậy cắt tới cứ kia vậy ta Việt mà dân ai vậy bên ta Việt Nam rồi coi Việt đi dân ai vậy bên chơi Việt Nam chơi Việt Nam rồi có Việt có bạn đây nè bạn li ti bấy bon an bon đấy cứ bon pro chân khủ xe bị bon pro và an có mọi nhạc là gọi là trắng và an nó cứ bon pro nè che biết nị dê nói bon man bao nhiêu nè phía xa lại nếu dân prao ngôn ngữ mình dân ai prao tiếng mà này anh biết bao nhiêu anh biết nói bao nhiêu tiếng còn bạn đây li ti bốn bon an nè cho chật cứ thích và thích riêng cứ học nè phía xa ngôn ngữ na nó cứ nào nè bom pot nếu dân prao tiện nhất li ti pram anh nó cứ bong pro tia đây và lư nghe không phải sang Việt Nam bịa lư cho mũi nó bịa đập nhưng pra tầm mũi đấy cứ nghe nó và cái bàn chạy nó không phải để bật nè chẳng mai dân miền phí thì mũi lư thì phí cứ đập Việt Nam nên tầm mũi đấy cứ nghe nó nhôm tôi nị dê nói ọt nó cứ không thế và bon lư nhôm nị dê ọt và anh nghe tôi nói không ngọt lý cho nhưng mưa tam phải để bọt đầm bởi dòng bọ nó không biết sao để mùi được mối vì mình là việc ra khó nè nó mình đổi kia sân sông mà đổi phía rồi đấy còn đang phía xa Việt Nam một tia sạc mai dưỡng không cả bọ vì mình sơ chia bạch ra bà vì mình sơ chia bạch ra phía cho mùi kia tới bờ rồi biết ra vì ai là khó nè bằng tích tuổi nó không cao rồi việc ra nó đưa chị mai dưỡng đi tay để dạy phía theo liên lặng Việt Nam có ăn dễ phiền kháng có ăn dễ thăm phiền thông và phiền thông á và người nông phiền thông á dưỡng phiền kháng á là ngày nó khó khăn đi tròn nâng thích là việc dễ